chịu bao đắng cay hao gầy. Lỡ nếu có một ngày con nhận ra sẽ khó đổi thay. Nếu như con vấp ngã không người thương đỡ nâng bộ về, nếu như con vấp ngã muôn người thêm bao lời gian trá. Nếu lỡ có một ngày tim hồng bao vết thương đong đầy, nếu lỡ có một ngày ôi thế nhân là kiếp tù đầy. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Thì con xin Chúa hãy chạm vào thần trí tâm con, hãy nhẹ nhàng dìu bước con lên, xin xóa tan đớn đau muộn phiền. Xin cho con tiến bước trên đường đi dẫu bao gập ghềnh, xin cho con tiến bước dẫu đời bao cô độc phía trước. Xin cho con từng ngày luôn nhận ra ý Chúa to bầy, xin cho con từng ngày yêu Chúa luôn quyết không đổi thay. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Gioan Battista Nguyễn Minh Hùng và audio sách đạo. Trích sách tiên tri Malachi. Chúa các đạo binh phán rằng: Ta là vua cao cả, và danh ta đáng kính sợ trong các dân tộc. Ta sẽ làm cho các ngươi phải túng thiếu. Và bây giờ, trên các ngươi có án lệnh này: Hỡi các tư tế, nếu các ngươi không nghe, và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh danh ta, Chúa các đạo binh phán, ta sẽ phóng sự chúc dữ xuống trên các ngươi, và ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi. Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và hủy bỏ giao ước Lê Vi. Chúa các đạo binh phán như vậy. Bởi thế, ta để cho các ngươi bị khinh rẻ và đốn mạt trước mọi dân tộc, vì các ngươi đã không tuân giữ đường lối của ta và vị nể trong khi thi hành lề luật. Chớ thì mỗi người chúng ta không có một người cha sao? Chớ thì không phải có một Thiên Chúa tạo thành chúng ta sao? Vậy tại sao mọi người chúng ta lại khinh rẻ anh em mình mà phản bội giao ước của tổ phụ chúng ta? Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, Ngài xin giữ linh hồn của con trong bình an của Ngài. Lòng con không hề tự đắng, mắt con không liếc nhìn cao, chẳng ham danh vọng phù phiếm, chẳng mong điều quá xứng của con. Lạy Chúa, xin Ngài xin giữ linh hồn của
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, chúng tôi đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì chúng tôi yêu thương anh em, đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em. Không những tin mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa. Vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi, anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi. Chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em. Khi chúng tôi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Bởi thế, chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa, vì anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng. Anh em đã nhận lãnh lời ấy, không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa. Và thực sự là thế, lời đó hoạt động trong anh em, là những kẻ đã tin. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trong cây, vào ơn người kêu gọi chúng ta. Ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môi-sen. Vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời.
Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Tôi muốn nói với anh chị em một câu trong Tin Mừng hôm nay mà Chúa Giêsu bảo là: trong các ngươi ai có quyền thì phải trở thành người phục vụ anh em, phục vụ các ngươi với nhau. Phục vụ đó là điều cần thiết, phục vụ đòi chúng ta phải hy sinh, phục vụ đòi bản thân người phục vụ phải ý thức để mình trao ban tình yêu mà mình có thể có để phục vụ, để làm cho cuộc sống xung quanh có ý nghĩa và làm cho chính cuộc sống của mình nhờ việc phục vụ cũng thêm biết bao nhiêu ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng nhạc sĩ Trần Tiến có một bài hát mà có lẽ nhiều người biết lắm, Chị Tôi. Bài Chị Tôi, nhạc sĩ Trần Tiến có lẽ ông viết không phải nói về chị của ông cho bằng. Qua hình ảnh người chị, ông muốn đề cao người phụ nữ Việt Nam. Không phải, tôi thấy là có lẽ không phải thời nay, mà là một thời đã qua. Với sự hy sinh, với sự tận tụy, với sự phục vụ. Nhà ở bên bến sông, và trong gia đình đó, người chị với hai đứa em cùng với mẹ già, mặc dù đã có những chàng trai theo đuổi, thế nhưng dù cho mẹ vẫn bảo rằng lấy chồng đi con, thì chị vẫn cho rằng mẹ đã già yếu và hai em còn thơ dại, cho nên chị chưa muốn lấy chồng. Rồi đến một ngày, tất cả các em cũng đều lớn và mẹ đã khuất bóng. Rồi chị lại tiếp tục hy sinh chính mình, chị lại tiếp tục phục vụ cái căn nhà ấy bằng cách lo tương lai cho các em. Ngày các em rời xa bến sông, rời xa căn nhà, chị hẩm hiu đứng buồn ở bên bến sông. Chị chưa có chồng. Nhưng nhiều năm xa vắng, trở về đứng bên mộ của chị, nắm mộ đơn côi bên bến sông, mộ của một người không có chồng. Tác giả kết luận: chị tôi không có chồng. Anh chị em thân mến, mình tưởng chỉ là bài hát, nhưng nó là cả một sự hy sinh cao quý của con người dành cho nhau, của những người trong một mái nhà dành cho nhau, của sự đầm ấm, của sự đầm thắm mà chúng ta có với nhau. Có còn không? Ngày hôm nay có còn không cái hình ảnh đáng thương ấy, hình ảnh dễ yêu dễ mến ấy? Khi người này chăm sóc người kia, người này lo lắng quan tâm cho người kia, trong mái gia đình của anh chị em có còn không? Cho nên tôi mới nói với anh chị em là có lẽ nhạc sĩ Trần Tiến, ông ta viết về những người phụ nữ ca ngợi họ, nhưng đó là một thời chứ không phải hôm nay. Có lẽ một thời chứ cho bằng không phải thời chúng ta đang sống. Bởi vì ngày nay tôi thấy trong gia đình của anh chị em tranh chấp nhau từng tấc đất, tranh chấp nhau một mảnh vườn, một miếng ngói trong nhà của mình, để đến nỗi anh em quay ra xào xáo lẫn nhau và cuộc sống trở nên đắng đo, trở nên thù nghịch bởi những người có chung một dòng máu, bởi những người được gọi là ruột.
cho đến nỗi mà thậm chí cha mẹ muốn chia đất, chia đai, muốn chia của cho con không dám chia, bởi không dám tin con mình. Đến một ngày mình phải nhờ nó, phải nương vào nó, thì nó có còn cho mình sống một cách thoải mái không? Đồng tiền, bát gạo mình cho nó hết, để đến một ngày, xin lỗi nha, nó đá như đá banh, thằng anh nó suốt qua cho thằng em, thằng em nó suốt cái quả banh đó là bóng mẹ già cho đứa em, cứ như thế suốt qua suốt lại, mày nuôi mẹ rồi anh nuôi mẹ, cãi nhau. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay vì đâu mà nên cớ anh chị em, vì đâu mà lòng tham của con người đến mức tận cùng, vì đâu mà chúng ta đánh mất ý nghĩa của sự hy sinh, của sự phục vụ, và đánh mất ý nghĩa của tâm thức những người ở bên cạnh nhau sống chị ngã em nâng. Không phải chị ngã em nâng là những chị ở đâu em ở đâu, mà là trong mái ấm. Mái ấm có còn mái ấm không, hay nó đã biến thành mái lạnh từ lâu vì lòng tham của những con người trong cái mái gọi là ấm ấy chả ấm. Tôi đã từng nói chuyện với những cụ già khóc cầm tay tôi và khóc: cha cầu nguyện cho con muốn chết hơn là muốn sống. Sao chúng ta lại đầy ải cha mẹ mình để đến nỗi cha mẹ phải muốn chết? Sao chúng ta lại để cho cái sự dữ xảy ra trong chính mái gia đình của mình, trong chính nội tại của dòng máu mà chúng ta có chung đấy? Vì đâu mà chúng ta lại trở thành những kẻ vô nghì, tham lam, để cho đồng tiền, để cho của cải nó lên ngôi, nó thay mọi thứ tình nghĩa, trong đó có cả tình anh em, tình cha mẹ với con cái, trong đó có cả tình những người thân thuộc và những người chòm xóm ở bên cạnh nhau. Bởi chúng ta dành nhau một cái ranh, cho nên chòm xóm cũng trở thành kẻ thù của nhau. Bởi chúng ta dành nhau một mảnh vườn, cho nên anh em cũng xâu xé nhau. Bởi chúng ta dành nhau mấy chén mấy đũa gì đó ở trong gia đình, cho nên thậm chí những người ở bên cạnh nhau tưởng chừng là của nhau lại không còn là của nhau, trở thành còn thua người dân. Chúng ta là những con người như thế sao? Nếu ở ngoài đời người ta không nhìn biết Chúa, người ta sống như thế đã là đáng trách. Trong khi đó anh em chúng ta là những người tôn vinh danh Chúa, là những người thờ phượng Chúa, là những người tưởng chừng như mình nhận lãnh tình yêu của Chúa, thì mình lại muốn thâu tóm nào là quyền lực, nào là ảnh hưởng, nào là của cải, nào là sức sống, nào là những thứ mà mình muốn cho bản thân, cho chính cái bản thân của mình. Anh chị em nhớ lại, không chỉ Chúa Giêsu bảo hãy phục vụ nhau, mà trong bài đọc 1 trích trong sách tiên tri Malachi, tiên tri bảo rằng: các ngươi không biết là mỗi chúng ta có chung một Chúa, chúng ta có chung một người cha, cha ấy là Chúa của chúng ta. Và tiên tri Malachi trách móc nặng nề: các ngươi đã sai đường, các ngươi đã đi xa đường lối của Thiên Chúa, các ngươi đã đi ra ngoài giáo huấn của Chúa mình. Từ ngàn xưa, lời tiên tri Malachi đã vang vọng, cho tới nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nói với chúng ta về sự hy sinh, về sự phục vụ. Cho nên mỗi lần mà tôi nghe cái bài hát Chị Tôi, sao tôi so sánh với thời đại hôm nay, tôi thấm thía quá. Còn tìm được nữa hình ảnh của những người
lặng thầm trong mái gia đình hy sinh cho người khác. Người khác đấy không phải là ai, mà là chính tay, chính chân, chính ruột, chính tim, chính óc, chính thân thể mình. Chúng ta đang bắt đầu bước vào tháng các linh hồn. Mình cầu nguyện cho những người đã qua đời thì đâu phải chỉ là cầu nguyện cho những người đã qua đời rồi hết chuyện. Anh chị em cứ nhìn những nấm mồ nằm im nơi lòng đất. Anh chị em cứ nhìn những cái quách ở trong cái tủ ở ngoài đài lòng Chúa thương xót kia. Khi còn sống thì nào là nhà cho rộng, xe cho đẹp, đủ thứ. Cuối cùng xác thân tan rã, một nấm mồ, và thậm chí không còn đủ một nấm mồ, chỉ một nấm tro trong cái tủ đó. Đến nay đã có gần 20 bộ hài cốt nhỏ trong cái tủ nhỏ đó mà thôi. Một cái tủ nhỏ như thế chứa gần 20 bộ hài cốt mà vẫn còn rộng thênh thang. Ai muốn tiếp tục nằm thì cứ vô đó. Vậy mà sao chúng ta lại dành chi để rồi cuối cùng không còn một chút nghĩa ân, không còn một chút tình thân nghĩa thiết nào? Chúng ta dành làm chi để cuối cùng chúng ta vi phạm luật Thiên Chúa? Chúng ta dành làm chi mà không hy sinh đủ cho nhau? Đứa em có thể hy sinh cho người anh, người anh có thể một chút nào đó cho đứa em, có mất mát gì đâu. Những người thân của nhau hết ấy mà, máu mủ của nhau hết ấy mà, ruột rà của nhau hết, có ai xa lạ đâu. Và chúng ta sống làm sao để đến nỗi ngày nay cha mẹ không còn tin con cái nổi, sợ rằng mình chia cho nó thì đến tuổi già hẩm hiu lẻ bóng một mình, chả ai chăm, chả ai sóc. Đến nỗi như vậy sao? Cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của những Kitô hữu mà nó mang dáng vóc thua trần thế đến như vậy hay sao? Thánh Vịnh đã từng nói rằng mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao đau khổ. Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Cho nên cứ lắng nghe những lời Chúa nói để chúng ta cảm nhận, để chúng ta sống. Sống làm sao để một ngày anh em ta chết, mọi người xung quanh còn rơi cho một vài giọt nước mắt để tiễn đưa ta. Ta sống làm sao đừng để cho đến ngày ta chết những người xung quanh bảo rằng: ồ, ông đó, bà đó, anh đó, chị đó có lẽ chết cũng được lắm rồi. Sống mà làm khổ người khác quá thì bây giờ thôi, đến nước này cũng là đường cùng. Chúng ta chọn cách sống nào? Thưa anh chị em, chúng ta chọn cách sống nào thì cũng là chúng ta chọn cách chết ấy. Lắng nghe lại lời Chúa Giêsu một lần nữa: ai có quyền thì hãy phục vụ anh em mình. Không chỉ là quyền hành đâu, mà còn là vật chất, còn là những thứ chúng ta có trong tay, phục vụ nhau. Rồi chúng ta tiếp tục lắng nghe lời giáo huấn trong sách tiên tri Malachi. Chúng ta chỉ có một Chúa, có một Cha, người là Chúa của chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ phải nằm xuống, sẽ phải đi về với Ngài. Tất cả chúng ta có muốn nắm chặt giữ từng đồng tiền trong tay mình, rồi cũng sẽ một ngày buông tất cả. Không có gì đâu, chẳng có gì cả. Manh áo mà chúng ta đang mặc đây, đến một ngày người khác có thể chọn cho ta để quàng vào xác ta chiếc áo nào thì ta cũng phải mặc chiếc áo ấy. Đừng tưởng là ta có thì mọi thứ thuộc về ta.
Thưa anh chị em, chỗ anh chị em đang ngồi và chỗ tôi đang đứng, nơi đây cũng đã có biết bao nhiêu người đã ngồi, đã đứng. Chúng ta lần lượt thay thế nhau. Bây giờ, những người mà đang ngồi trên những chiếc ghế này nhiều năm trước, bây giờ ta nhìn không thấy họ nữa, ta không tìm ra được họ nữa. Và rồi, mai kia mốt nọ, thế hệ đi sau mình, họ cũng sẽ tìm chúng ta trên chiếc ghế này, cũng không thể tìm ra ta nữa. Ta đã khuất dạng mãi mãi. Sao chúng ta lại có thái độ mà ở đó quý vật chất hơn tình nghĩa, quý vật chất và đáp trên lề luật của Chúa đến vậy? Cho nên tháng 11 là dịp nhắc nhở chúng ta thân tàn của cái xác thân bụi này, bụi tro này, để chúng ta quay về, để chúng ta nhìn thấy mà biết làm cho mình nên nghĩa thiết với Chúa hơn, nên một cách hết sức tình nghĩa với anh chị em, với những người xung quanh, với những người mà ở đó chúng ta còn có thể gặp được khuôn mặt của họ, ngày nào còn có thể nắm tay được, ngày nào còn có thể gặp mặt được, ngày nào còn có thể nói một lời chào nhau được, thì hãy sống cho tử tế. Để rồi một ngày chưa biết ai sẽ ra đi trước, chưa biết ai sẽ từ giã cõi đời này trước, lúc bấy giờ chúng ta sẽ không còn gì nữa, muốn nắm tay nhau cũng hết cách, muốn thở một hơi thở cùng nhau cũng không còn cách. Cho nên hãy để cho ơn nghĩa của Chúa, hãy để cho tình yêu của Chúa chiếm lấy mình, và hãy nhớ chúng ta tạo cho mình một cơ nghiệp, tạo cho mình một mớ của cải ở trên quê trời, trong lòng thương của Chúa, trong tình yêu cứu độ của Chúa mới là điều chắc chắn, mới là tất cả của đời sống con người, mới là tất cả của những kẻ làm người khôn ngoan. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được, để chúng ta nghe lại giáo huấn hôm nay của lời Chúa. Sao các ngươi lại đi xa giáo huấn của ta? Sao các ngươi lại không sống lời ta răn dạy, giới răn của ta các ngươi bỏ? Để chúng ta thấm thía lại cuộc sống của mình hơn, thấm thía lại cách sống của mình hơn, thấm thía lại những gì mà chúng ta đã thể hiện cho nhau trong cuộc đời, để chúng ta có thể nói được với nhau rằng cảm ơn nhau. Cảm ơn nhau vì còn sống bên cạnh nhau, cảm ơn nhau vì mỗi ngày ra vào còn nhìn thấy khuôn mặt nhau, cảm ơn nhau hơn là có bất cứ một cái gì nó trở thành vô nghi, nó trở thành đắng đót trong cuộc sống của chúng ta. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn bình an trong ơn Chúa và trong tình yêu của Chúa. Tạ ơn Chúa. Đến muôn đời không quá dư đầy không còn chi.
phận hà. Những ân tình xuống từ trên cao đến muôn đời không hề hư hao. Dẫu tim con mềm yêu sẽ phai như màu áo, đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào rộn ràng như suối mơ. Lòng con dâng ngập bao ý thơ vì Ngài thương chọn con lúc con xa xưa. Bước đi giữa muôn người đem lòng mến tu thắm môi cười, đem tình Chúa thương yêu thư tha vào đời. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 5 tháng 11, lễ Thánh Bettila và vị đáng kính Solanus Case. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của vị đáng kính Solanus Case và Thánh Bettila qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Vị đáng kính Solanus Case. Barney Case là một linh mục nổi tiếng ở Detroit, Hoa Kỳ. Dù rằng Ngài không được phép giảng và giải tội,
Barney xuất thân từ một gia đình ở Oak Grove, tiểu bang Wisconsin. Khi 21 tuổi, và sau khi đã trải qua các công việc sinh nhai như đốn củi, giúp việc ở bệnh viện, tài xế xe công cộng và cai tù, ngài gia nhập chủng viện Francisco ở Milwaukee, nhưng không theo đuổi nổi vì việc học quá khó khăn đối với ngài. Ngài gia nhập dòng Capuchin ở Detroit, lấy tên là Solanus. Một lần nữa, ngài phải vất vả với việc học. Ngày 24 tháng 7 năm 1904, ngài được thụ phong linh mục, nhưng vì kiến thức thần học được coi là quá yếu, nên cha Solanus không được phép giảng và nghe xưng tội. Một tu sĩ Capuchin biết rõ về ngài, cho biết sự ngăn cấm khó chịu đó đã khiến ngài trở nên cao cả và thánh thiện. Trong 14 năm làm người gác cổng và dọn lễ ở Yonkers, New York, dân chúng nhận ra tài ăn nói của ngài. James Derham, người viết tiểu sử của ngài cho biết, dù ngài bị cấm không được giảng dạy về tín lý, nhưng ngài có thể xuất khẩu những tư tưởng mà các cha Capuchin gọi là Fervorino. Nhiệt huyết tinh thần của ngài đã khiến người nghe phải kinh ngạc. Cha Solanus phục vụ tại các giáo xứ ở Manhattan và Harlem trước khi trở về Detroit, là nơi ngài giữ việc các cổng và dọn lễ trong vòng 20 năm ở tu viện Thánh Bonaventura. Mỗi chiều thứ tư hàng tuần, ngài thi hành công việc mục vụ cho các người bệnh. Một cộng tác viên cho biết, trung bình từ 150 đến 200 người chờ đợi cha Solanus ở văn phòng. Hầu hết người ta đến để xin cha ban phép lành, và khoảng 40 đến 50 người xin lời khuyên bảo của cha. Nhiều người coi ngài là một khí cụ của Thiên Chúa trong việc chữa lành và nhiều ơn khác. Họ nhận thấy sức mạnh của sự cầu nguyện của ngài, một người có đức tin mạnh mẽ. Những lời cha Solanus chia sẻ về Thiên Chúa đã kích động các người nghe. Câu nói phổ thông của ngài là: "Hãy chúc tụng Thiên Chúa vì tất cả những công trình của người." Nhiều bạn hữu của cha Solanus đã giúp dòng Capuchin mở nhà phát triển cho người nghèo trong thời kỳ đại khủng hoảng, và cho đến ngày nay, sinh hoạt đó vẫn tiếp tục. Vào năm 1946, vì sức khỏe yếu kém, cha Solanus được thuyên chuyển về đệ tử viện Capuchin ở Huntington, bang Indiana, là nơi ngài sống cho đến năm 1956. Ngài từ trần ngày 30 tháng 7 năm 1957 tại bệnh viện ở Detroit. Lời cuối cùng ngài thốt lên là: "Con phó linh hồn con cho Chúa." Người ta ước lượng khoảng 20.000 người đã đến viếng thi hài của ngài trước khi được mai táng trong nhà thờ Thánh Bonaventura ở Detroit. Vào năm 1960, một tổ chức lấy tên cha Solanus được thành lập ở Detroit để giúp đỡ chủng viện Capuchin. Vào năm 1967, tổ chức này có đến 5.000 hội viên mà nhiều người đã từng được ngài khuyên bảo cũng như an ủi. Ngài được tuyên xưng đáng kính vào năm 1995. James Patrick Derham, người viết tiểu sử cha Solanus, nói rằng ngài kiệt quệ vì gánh nặng của những người ngài phục vụ. Ngài hiểu rõ chân lý của lời Đức Kitô là tình yêu Thiên Chúa và tha nhân hệ tại ở hành động. Sống chân lý này một cách nhiệt thành và liên tục đã khiến ngài trở nên một con người tự do về tinh thần, không bị nô lệ bởi những đam mê, bởi cái tôi, bởi lạc thú và bởi sự than van, để tự do phục vụ Thiên Chúa và đồng loại. Trong một lá thư gửi cho người em là cha Maurice Casey khi làm việc trong một bệnh xá gần Baltimore và cảm thấy khó chịu với vị tuyên úy nhà thương này, cha Solanus viết: "Thiên Chúa đã có thể thiết lập giáo hội với sự trông coi của các thiên thần để không có gì sai trái và khiếm khuyết. Nhưng giáo hội như hiện nay bao gồm và dưới sự trông coi của những người tội lỗi tầm thường, kế vị người đánh cá tầm thường ở Galilee.
thì ai có thể hồ nghi rằng chính giáo hội là một phép lạ vĩ đại. Thánh Bettila. Thánh nữ Bettila sống vào thế kỷ thứ 7. Cuốn tiểu sử đầu tiên ghi chép về cuộc đời của thánh nữ bằng tiếng Latin xuất hiện vào năm 800. Thánh nữ Bettila sinh tại Soissons, nước Pháp. Ngay ở tuổi hoa niên, Bettila đã cảm thấy có ơn gọi sống thân mật với Thiên Chúa. Bettila bắt đầu nhận thấy đời sống cầu nguyện và hy sinh mà Ngài đang mong muốn có thể được tìm thấy trong chốn viện tu. Bettila đến gặp Đức Giám mục của Ngài là Thánh Alwyn và xin lời khuyên. Thánh Giám mục khuyến khích Bettila hãy nên theo tiếng gọi của Ngài. Sau đó song thân Bettila gửi Ngài tới một nữ đan viện sống theo quy luật của vị tu sĩ gốc người Ireland là Thánh Columba. Khi tới đan viện, Bettila biết mình đã thực sự tìm được bình an. Nhiều năm trôi qua, Bettila dùng thời giờ cầu nguyện và làm nhiều công việc khác nhau. Thánh nữ đặc biệt có lòng hiếu khách đối với những du khách và những bệnh nhân đến thăm tu viện. Thánh Bettila cũng chăm sóc những trẻ nhỏ sắp được giáo dục tại tu viện. Thánh nữ Bathilde, hoàng hậu của vua Clovis đệ nhị, thiết lập một tu viện mới. Ngài đã xin mẹ bề trên của tu viện Soissons gửi một số nữ tu đến tu viện mới này. Bettila là một trong số các nữ tu được chọn và thánh nữ được chỉ định làm bề trên nhà ấy. Bettila rất đỗi ngạc nhiên, nhưng thánh nữ đã quyết định làm những điều tốt nhất theo sức có thể. Bettila biết rằng Chúa Giêsu sẽ giúp Ngài giải quyết mọi vấn đề. Tu viện dần dần phát triển. Chính hoàng hậu Bathilde cũng trở thành nữ tu sau khi vua Clovis đệ nhị băng hà. Sau đó, một bà hoàng khác là Hereswetha, quả phụ của một ông chúa vùng East Angels, cũng xin vào tu. Mẹ Bettila hẳn là đã rất ngạc nhiên khi có tới hai bà hoàng tìm đến sống trong tu viện của mình. Nhưng mọi người đã sống rất bình an vì các bà hoàng cũng sống khiêm tốn y như mẹ bề trên vậy. Thánh nữ Bettila sống rất thọ và đã cai trị tu viện Kelly suốt 46 năm. Thánh nữ về trời khoảng năm 705. Chúa Giêsu có một chương trình dành riêng cho mỗi người chúng ta. Người ban cho chúng ta một ít công việc hoặc hướng đi trong cuộc sống. Như Thánh Bettila, chúng ta hãy cho Đức Chúa Giêsu cơ hội để Người trò chuyện với chúng ta. Phần chúng ta hãy lắng nghe tiếng Người. Chúng ta có thể nài xin Thánh nữ Bettila giúp chúng ta nhận ra và dõi theo ý muốn của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay, dựa vào người già dối, giữa cuộc sống cuốn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng trợ che. Con chỉ là hạt nắng phiêu bạt miền trời xa xôi, một mình sao có thể chiếu sáng muôn nẻo đời. Con chỉ là cánh em nhìn trời cao vút thênh thang, một mình con không thể làm nên cả mùa xuân. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay, dựa vào người già dối, dựa cuộc sống cuốn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng trợ che.
còn chỉ là giọt nước giữa lòng biển cả mênh mông. Một mình sao có thể tươi mát cho ruộng đồng, còn chỉ là dấu trăng nhẹ dịu câu hát ngân nga. Một mình con không thể dệt nên bài tình ca, con chỉ là hạt nắng phiêu bạt miền trời xa xôi. Một mình sao có thể chiếu sáng muôn nẻo đời, con chỉ là cánh anh nhìn trời cao vút thênh thang. Một mình con không thể làm nên cả mùa xuân, một mình con không thể sống đơn độc hôm nay giữa vòng người già dối, giữa cuộc sống cuồn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng trợ che. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay giữa vòng người già dối, giữa cuộc sống cuồn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng trợ che. Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý thính giả nghe chuyện tích các linh hồn. Ngày mùng 2, chúng ta tin chắc có luyện ngục. Những người chống đạo tuyên bố không ai bên kia cuộc đời về để nói có gì ở bên đó. Thánh Thomas Tiến sĩ, một vinh quang của nhân loại, với uy quyền lớn lao, đã xác định có luyện ngục. Ngài đầy nhiệt tình với những linh hồn khốn khổ trong hỏa lò kinh khủng đó. Ngài luôn luôn nhớ đến họ trong thánh lễ, trong kinh nguyện và trong hãm xác. Khi ở Ba Lê, Ngài thấy linh hồn chị Ngài hiện về, xin Ngài thương xót và đang đau khổ ác liệt ở luyện ngục. Thánh nhân vội vã cầu nguyện, ăn chay và xin bạn hữu cùng làm như vậy. Khi Ngài ở La Mã, bà chị tái xuất hiện, nhưng huy hoàng trong chiến thắng và vinh quang. Bà đã được cứu rỗi. Thánh nhân hỏi chị về hiện trạng của hai người em đã chết cách đó ít lâu. Linh hồn đáp, cậu ác măng đã hưởng cao độ vinh quang vì đã có công bênh vực Đức Giáo Hoàng, chống lại Frederick là hoàng đế nước Đức, và do đó đã bị thanh trừng nghiệt ngã. Cậu Lan Đôn đang ở luyện ngục, đang trông chờ lời cầu nguyện. Bà thêm, còn cậu,
cậu hãy sớm hoàn tất những tác phẩm lừng danh của cậu. Vì cậu nay mai chị em cũng sẽ về gặp nhau ở thiên đàng. Cậu sẽ được thưởng công bội hậu bởi bao công cuộc đã làm cho giáo hội. Một lần khác, Thánh Tô-ma cầu nguyện trong nhà thờ Thánh Đa Minh Thành Náp. Bỗng chốc ngài thấy cha Rô-manh còn lưu cư ở Ba Lê. Tưởng là cha đến thăm, ngài liền hỏi về cuộc hành trình và sức khỏe của cha. Cha tâm sự là đã phủi hết bụi trần và đã tiêu diêu trên cõi thọ. Nay Chúa phái cha đến để cổ võ ngài thêm can đảm trong công cuộc làm vinh quang Thiên Chúa và hội thánh. Thánh nhân hỏi, con có được ơn nghĩa Chúa không? Cha Rô-manh mỉm cười đáp, được. Còn cha, tôi được hưởng vinh phúc trên trời sau 15 ngày ở trong luyện ngục. Giai thoại trên đây của vị tiến sĩ lừng danh giáo hội, thêm một cái tát nảy lửa vào hạng người thô bạo muốn gieo nghi ngờ. Có luyện ngục hay không? Chúng ta tin chắc có luyện ngục và luôn luôn làm mọi cách để giải cứu các đấng linh hồn quằn quại trong hỏa lò kinh khủng đó. Thỉnh thoảng các thiên thần đến thăm và ủy lạo các linh hồn đau khổ trong luyện ngục. Theo ý kiến chung của các thánh, thỉnh thoảng Chúa phán các thiên thần xuống luyện ngục để viếng thăm và an ủi các linh hồn đau khổ. Trong những điều tiết lộ của Thánh Brigitta, có nhan nhản chuyện thuộc loại đó. Dì Phước Đáng Kính Paula, thuộc dòng Thánh Catarina ở Ý, hết lòng sùng kính các đẳng linh hồn, nên được thưởng những thị kiến kỳ diệu. Ngày kia, dì cầu nguyện cho các linh hồn đó và được dẫn bằng tâm trí đến luyện ngục. Dì thấy một số đông ngục lặn trong biển lửa hừng hực thiêu đốt. Gần đó đấng cứu thế, có thiên thần tháp tùng, chỉ định một vài linh hồn được lên trời. Các linh hồn đó bay lên với niềm hoan lạc khôn tả. Thấy vậy Pola trình, lạy Chúa, tại sao Chúa tuyển lựa như vậy giữa đám đông bất hạnh? Ta giải thoát những người khi còn sống đã làm những việc bác ái và thương xót lớn lao, bởi vì ta đã nói người hay thương xót sẽ được xót thương. Dì Paula có thói quen cầu nguyện với Đức Mẹ cho kẻ chết. Ngày thứ bảy là ngày dâng kính Đức Trinh Nữ. Ngày thứ bảy kia, dì lại được ngất trí và được đưa tới luyện ngục. Nhưng dì kinh ngạc xiết bao khi thấy luyện ngục biến thành thiên đàng đầy hoan lạc, đầy ánh sáng. Đang khi dì tự hỏi lý do sự biến đổi may mắn đó, dì thấy Đức Mẹ có muôn vàn thiên thần chầu kính ngài. Thấy vậy, dì hết sức vui mừng nhưng động lòng trắc ẩn đối với những linh hồn không được chọn và phải tiếp tục quằn quại trong đau khổ tùy tội trạng mình đã phạm. Dì Paula thường thấy các thiên thần xuống luyện ngục để an ủi các linh hồn. Hơn nữa, dì nghe các thiên thần cầu khẩn thiết tha với Chúa cho họ nữa. Trong phước viện Thánh Catarina, có một tập quán đạo đức là đọc kinh chiều cho kẻ chết trước khi đi ngủ. Như vậy là các nữ tu sĩ muốn đem sự an nghỉ cho các linh hồn khốn khổ trước khi họ đi nghỉ. Một tối kia, các dì bận việc khẩn cấp, không đọc được kinh văn khóa cho kẻ chết đó. Chúa cử một phái đoàn thiên thần xuống nhà nguyện để tụng thế cho họ. Dì Paula đang cầu nguyện trong phòng mình,
nghe hát bản kinh kỳ hảo. Ngạc nhiên dì mở cửa và thấy một toán thiên thần, đông bằng số nữ tu, để chứng minh các thiên sứ đến cầu nguyện thế các dì phước. Vì việc cầu xin cho các đẳng linh hồn được siêu thoát hết sức quan trọng và khẩn cấp. Các đẳng linh hồn tuân lệnh hàng giáo phẩm. Đọc Kinh Thánh, ta thấy Chúa dùng những kẻ chết để dạy những người dốt, cứu giúp những người túng quẫn, và đưa các tội nhân đến việc tuân giữ luật Chúa. Gotha, giám mục Hano, miền Tây Bắc Đức, có những con chiên đầy tội ác và gây biết bao gương mù gương xấu. Ngài tận lực dùng những phương thức tuyệt hảo để đưa họ về chính lộ, nhưng vô hiệu. Ngài buộc lòng dứt phép thông công những người bất trị đó. Bị án này, họ không được vào nhà thờ. Nhưng ngày hôm sau, khi Đức Cha bước lên bàn thờ, những tên bạo gan nhất cũng vào như thường. Thánh Gotha nhìn họ và lớn tiếng truyền: Nhân danh Đức Thánh Linh, ta truyền cho tất cả những người bị tuyệt thông phải rời gấp chốn thánh họ đang xúc phạm. Họ không nhúc nhích. Nhưng bỗng chốc nhiều mộ trong nhà thờ mở ra, nhiều kẻ chết sống lại và ra khỏi thánh đường. Như lệnh đó được truyền cho họ. Thấy vậy, các tội nhân chạy trốn vì khiếp sợ bài học kỳ lạ đó. Bởi vì có nhiều người bị vạ tuyệt thông, khi chết cũng được chôn trong nơi thánh mà người chôn cất không biết thực trạng của họ. Tuy nhiên, họ không phải xa hỏa ngục, vì khi chết họ đã ăn năn tội cách trọn. Thánh giám mục cũng hết sức kinh ngạc trước sự lạ đó. Khi lễ xong, ngài ra xem tự sự. Các kẻ chết sống lại chờ ngài ở cửa nhà thờ, trong vị thế rất nghiêm cung. Bấy giờ, Đức Giám Mục ngỏ lời với họ trước cộng đoàn giáo dân, khen ngợi đã hành động khi được Chúa ban phép và thêm: Được thẩm quyền Chúa ban, ta cất vạ tuyệt thông các con đã chịu nhân danh Đức Chúa Thánh Thần, để các con được vào thiên đàng không còn trở ngại nữa. Thân xác chúng con hãy trở về bình an trong mộ để chờ ngày chung thẩm. Các người chết gối quỳ, tay chắp, đầu cúi, liền đứng dậy tái nhập âm phần. Lời nguyện. Lạy Chúa, chúng con tin chắc có luyện ngục. Tha thiết xin Chúa ban cho chúng con ý thức cao độ việc cứu trợ các đẳng linh hồn là hết sức quan trọng và khẩn thiết, để chúng con đừng bao giờ quên lãng. Quý vị và các bạn có thể ấn vào tất cả các link ở phía bên dưới video này để mở ra trang web Radio LTHC, để biết thêm nhiều hướng dẫn, nghe thêm bài giảng, xem thêm các video khác. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Trống tan như lớp sương trời, rồi chợt biến đi khi nắng lên đồi. Lòng con thôn thức, tin rằng đời con không mất, nhưng là sẽ sống, sống mãi bên Ngài. Chỉ mình Chúa, nơi tựa nương bao tháng ngày qua, nơi cậy nhờ bao lúc ngặt nghèo,
thiện ngàn thu. Đường trần gian bao hiểm nguy giăng mốc trên đường, con sợ chi vững bước can trường, con nhìn về hạnh phúc vô biên. Kính thưa quý thánh giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thánh giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Trong tan như những cơn mộng, tình dậy mới hay tan biến đâu còn. Lòng còn lo lắng bao mộng đời lo xây đắp, danh vọng quyền uy bạc tiền xây đắp. Cuộc đời trông qua như cánh hoa hồng nở rộ sớm mai khi tối đã. Gọi đời phù vân gia cha, gian trần là nơi bên đỗ tạm thời. Chỉ mình Chúa nơi tựa lương bao tháng ngày qua, nơi cậy nhờ bao lúc ngặt nghèo, chôn an nghỉ miên viễn ngàn thu. Đường trần gian bao hiểm nguy giăng mốc trên đường, con sợ chi vững căn trường, con nhìn về hạnh phúc vô biên. Chỉ mình Chúa nơi tựa nương bao tháng ngày qua, nơi cậy nhờ bao lúc ngặt nghèo, chốn an nghỉ miên viễn ngàn thu. Đường chân gian bao hiểm nguy giăng mốc trên đường, con sợ chi vững bước can trường, con nhìn về hạnh phúc vui.